Rồi bây giờ Tuấn Vĩ ghi nhận cái câu chuyện của em luôn ha. Dạ. À, cũng không biết em hay chị nữa, vậy là bạn là sinh năm mấy? Em sinh năm 7 75 nhưng mà khai sanh em sinh 76. À rồi, chị là tên gì? Em tên Nguyễn Thị Tươi. À chị Tươi, dạ. Theo như cái thông tin thì chị Tươi đây là có nghi ngờ bé Lily là có liên quan đến chị phải không ạ? Tại vì á, bà chị á, bà coi á, trên trên cái của anh á, cái chị mới nói là nó giống mày hồi đó quá vậy, chị mới kêu. Thì nói đúng ra thì hồi xưa em cũng có một lần đó. Dạ, thì em thấy nó cũng ngờ ngợ thôi, nhưng mà tự nhiên sao em nghe tới nó cái tự nhiên trong người em nó làm sao á. Thì vậy có thể là chị kể lại cho Tuấn Vị nghe cái quá trình mà chị cho con như thế nào trước, rồi chúng ta sẽ thấy trùng khớp với những điểm nào để chúng ta sẽ bàn cái chuyện đó sau ha. Thì khoảng khoảng năm năm mấy thì tầm quên rồi không? Tầm tầm nó khoảng là 97 90 96 97, lúc đó là em cũng 20 22, tầm 22 23 tuổi. Thì lúc đó thì em có lầm lỡ một lần. Thì cũng như là cha mẹ thì không có ấy, nhưng mà bên kia người ta không nhận, cho nên thì má em ba giận quá đi, rồi em ba em mới chở em lên Từ Dũ. Thì lên đó thì lúc đó thì bầu em cũng 6 tháng mấy rồi, thì bác sĩ khuyên là thôi đừng nên bỏ, rồi bác sĩ mới giới thiệu qua bên phòng mai sơ của Từ Dũ anh. Dạ, rồi em mới qua đó thì em có đăng ký, là em có đăng ký với bên mai sơ, em có đăng ký giấy tờ bên mai sơ. Thì hồi đó em qua đó em ở một ngày, xong rồi em mới qua Thủ Đức, là trong 3 tháng mấy em mới sanh. Thì em qua Thủ Đức em ở bển hết là 2 tháng, rồi em có qua bên nhà bè, là bên bên mai sơ có kêu em qua bên nhà bè. Ở bên đó thì có cái chị Dân á, chị Dân đó là cái chị đó cũng bên mai sơ luôn, là bên cái máy ấm gì mà của mấy đứa mà nó bị lầm lỡ đó anh Tuấn Vĩ. Dạ đó đúng rồi. Thì tới đó thì em tới tới ngày em đi sanh á, thì em đi sanh qua đó thì em cũng nghỉ nghỉ, em nhớ tầm tầm là em cũng sanh buổi dư gần chiều, gần chiều thì em có sanh một bé gái, đó là 2,8 kg. Dạ, rồi hồ sơ của em là hiện tại nó nằm ở phòng mai sơ của bệnh viện Từ Dũ. Dạ. Rồi cho Tuấn Vĩ hỏi là sinh em bé vào ngày tháng nào, chị có nhớ cụ thể không? Giờ em không nhớ anh ơi, tại vì lúc đó em buồn quá rồi, cái bé có sanh ra có đem xuống cho anh nằm với em được 5 10 phút rồi người ta ẵm đi, nhưng mà em tới đó em buồn quá em không suy nghĩ tới luôn. Em không nhớ, nhưng mà em nhớ chần chần á là thì cũng khoảng là gần chiều, gần chiều anh. Dạ Cũng không nhớ tháng hả? dạ không có nhớ, em không nhớ, nhưng mà cái lần đó em đi sanh là cũng gần Tết, gần Tết anh. À, gần Tết. Dạ Rồi cho Tuấn Vĩ hỏi là vào thời điểm đó thì chị Tươi là sinh sống ở địa bàn nào? à em thì hiện thì địa chỉ đó hồi đó là em cũng ở là thị trấn Bến Lức, Long À, thị An. trấn Bến Lức. Dạ Vậy rồi trong cái giấy mà khi khai đi sanh hoặc này kia là chị có ghi đúng tên chị không hay là ai khai cho chị? không, có mình em đi khai là tên của em là Nguyễn Thị Tươi luôn, sinh năm 1976, hiện cư ngụ là 25 trên 1 ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, Long An. Dạ Và sau đó thì như chị nêu trên đó là chị sinh ra sau đó thì cho các ma sơ luôn, các dạ ma đúng sơ ẵm đi luôn. rồi. Dạ Rồi vậy thế này, cái thông tin của chị cung cấp cho em á thì em đã ghi nhận được và em sẽ truyền tải đến cho người đại diện cũng như là bên Lily xem. Thì Lily thì không dạ rành cái tiếng Việt cho lắm, không rành tiếng Việt. Vì vậy cho nên là chị Hà là người đại diện sẽ cho Lily biết về cái câu chuyện này. Thì dạ sau đó bên kia mà có yêu cầu như thế nào đó hay là mong muốn như thế nào đó thì Tuấn Vĩ sẽ truyền tải đến cho chị Tươi hay. dạ Ngoài ra nữa đó thì nếu ví dụ như mà lỡ mà không trúng bên Lily mà có ai nghi ngờ là con của chị thì Tuấn Vĩ cũng dạ sẽ báo cho chị biết. dạ em nói thật sự anh Vĩ, em cũng cũng trong lắm, mình không có cần thiết là con mình nó có ấy hay xong, chủ yếu là thí dụ nó được một cái gia đình nào nuôi nấng nó đàng hoàng đó, vậy thành chứ em không nghĩ mình con mình ấy vậy để mình nhìn, không có. Cái này tại vì em sanh được bé gái đó em mừng quá, mà tới hồi em có chồng em đẻ 3 thằng trai không à. Đó bởi vậy ông trời ông cho thì có chứ đâu phải mình muốn là được đâu ha chị Dạ ha. đó, dạ chứ em thì cũng ham gái lắm.
Rồi không có sao đâu, không ai nghĩ gì hết. Nói chung là mình lên tiếng là một cái điều hết sức là tốt, vì không có người lên tiếng thì đương nhiên là không có cơ hội để mà kiếm nhau. Vì vậy cho nên là chị yên tâm về những cái việc đó, chị lên tiếng hôm nay là đáng quý lắm cho những người con có cái cơ hội để nhận mẹ. Dạ dạ. Rồi vậy thì có thông tin gì tiếp theo thì Tú Vị sẽ báo cho chị Tươi biết ha. Dạ em Dạ nhờ dạ. anh ha. Rồi vậy em Dạ. cảm ơn. Cảm Rồi, ơn anh. cảm Rồi ơn cái có cô gì hàng nhớ nhớ xóm nhớ giùm. nhắn tin em nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cái cô hàng xóm nữa nha. Cảm ơn cô hàng Anh xóm cảm ơn đã chị kết lắm nối. luôn á, tội nghiệp chị lắm Dạ, luôn á, nãy vô dạ. nhà, đi vô nhà rồi đi chở ra Dạ, đó. thì đó bởi vậy thương ghê. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ Rồi rồi chào em cảm chị ơn ha. chị. Dạ, bye Chào bye. anh. Bye Dạ. bye. Dạ. Sống em yếu anh ơi. À, rồi có xài wifi Dạ không? chào. Em ở phòng trọ, em đi làm ở Phước Đông nè, xí nghiệp ở Phước Đông em ở phòng trọ nè, nên sống yếu á. À, sóng nó yếu. Dạ. Rồi cái câu chuyện của em như thế nào em ha? Chắc là kêu bằng chị chứ Dạ hả? Chắc nhiều tuổi hơn Tuấn Vĩ phải không? Xin lỗi. dạ 34 ạ. Ủa, 34 tuổi à? Dạ em 34 ạ. À, vậy là mình nghi cái trường hợp của Lily là quan hệ như thế nào với mình? À, là em với là chị em bằng gì á, chị em bằng gì ruột ạ? À, nếu mà trúng Là là... mẹ em với tại vì em À. dạ mẹ em với dì em là sinh đôi, mẹ em với dì em là ở sinh đôi. Hồi đó dì em là có chồng với Sài Gòn mà khổ quá đi, cái gì em sinh ra bị làm băng ra huyết á, Ừ. rồi cái ở phòng trọ khổ mà, rồi cái ba là mới mới cho con ở bên nước Pháp bệnh á, rồi thấy trong truyền hình nữa là Lily mình nó giống Úc với mẹ quá đi, cho nên À. muốn liên lạc để cho mẹ cho dì Út đi gặp để thông báo anh cho cơ hội. À, vậy thì cái câu chuyện trước đây của dì em thì là diễn ra như thế nào? Dạ hồi đó dì ở dưới có chồng ở Sài Gòn á, rồi sinh con ra mà ở Sài Gòn mà ở nhà trọ, mà sinh là ba đứa gái, là gái lớn nay cũng 27 tuổi rồi, rồi gái nhỏ là 24 tuổi, Lily là 22 tuổi, là nhà ba chị em gái. Mà hồi đó sinh ra Lily là bị làm băng là huyết, làm băng là huyết á, rồi đâu có tiền thuốc mang đơ, rồi gì với dượng dượng mới cho, mà lúc đó gì mệt không biết, vì chỉ có biết là ký tên thôi, còn mọi chuyện đó là dượng lo, rồi mới cho bé đi. À, gì tên gì? Tên Phượng Dì tên Phượng và quê quán ở đâu? gì hay là em, anh hỏi em hay là Cái chị em? người mẹ mà được nghi ngờ là mẹ của Lily á, là người gì đúng không? Dì của em đúng không? À, dạ dì là dì của em á, dì của em là tên hồi đó tên đưa cho là tên Lan, nhưng mà thật sự dì em hồi đó không biết là nếu mà tên thật sự của mẹ em là tên của dì em là tên Đông, tại vì ở À. ngoài là ghi tên Lan sợ đó, tại vì hồi đó dì bị vậy rồi dì sợ đó, cho rồi có sao hay là sao, tại vì cái đó là con của mình cho nên dì nói là dì khai là tên Lan, còn nếu mà thật sự trong giấy thiệt đó là tên Đông. À, quê quán ở đâu? Quê quê là ở Phước Chỉ, quê của mẹ mà những gì thật sự là ở Phước Chỉ là cao. À, Đa Cao Bình Thạnh á hả? Dạ đúng ạ, dạ đúng ở đó. À, Đa Cao Bình Thạnh. Và sinh em bé ra là ngày Sài nào Gòn. tháng nào? Dạ em không biết được cái đó, gì biết được, gì sinh ra gì biết được chứ em không biết được ạ. Năm nào? Dạ em cũng không biết được cái đó vậy, để hôm nào đi rồi cái em gặp gì rồi em điện cho anh nói chuyện với gì đi cho nó thuần thục hơn, tại vì gì thì bà cũng khờ, bà cũng không có biết này nọ, chỉ nhờ em thôi, em là cháu thì em cũng nhờ em đặt với anh vậy đó. À, rồi vậy thì Dạ sau cuộc gọi này á, thì em cho anh cái số Zalo của dì á, của dì Đông đó đó. dạ Ừ. dạ Và theo dạ như dạ nhìn về về tổng thể tổng quát đó thì em thấy trùng khớp ở những điểm nào mà em lại liên hệ với anh? em thấy trùng khớp, tại vì giống mẹ em, tại vì khuôn mặt chị em sinh đôi mà nhìn giống dòng dòng ở đây, đó cũng trùng tên là tên Lan, vì em hồi đó ở dưới Sài Gòn là nói tên Lan không à, nên trùng tên là cũng là ở Sài Gòn nữa, cho nên em nghi vấn được 70-80%, cho nên em mới gọi cho anh. Vậy là em kêu dì Đông đó bằng bằng gì ha?
Dạ bằng dì, dì ruột em, dì với Ừ. mẹ em là sinh đôi, mẹ em sinh trước rồi dì em sinh sau vậy đó. Ở Ừ. đó sinh ra là có đứa con của dì á, dì cũng đâu có nuôi, để cho mẹ em nuôi đứa À. nè. Mẹ em nuôi đứa 24 tuổi nè, hồi đó mới có biết lập rồi mẹ em nuôi rồi, tới giờ rồi cũng Ừ. 24 tuổi rồi. Mẹ em Ừ. cũng đứng ra gả luôn. Nói Ừ. chung là dì hồi đó cũng dưới Sài Gòn mà dì cũng khờ mà. Ừ. Rồi bây giờ thì dì sống ở đâu? Dì Đông sống ở đâu? Dạ ở Mé Dặc ở trên Tân Châu núi nha. Để em cho anh số Ừ. Zalo đi, anh điện thoại anh hỏi cho nó rành mạch hơn, nhiều Ừ. khi dì xin chứ em cũng có biết đâu. Rồi, rồi. Ok. Em tên gì em hát? Dạ em tên Phượng. À, Phượng. Ừ. Dạ em Ừ. cũng cảm ơn anh nhiều, anh cũng giúp đỡ, em cũng cảm ơn anh Ừ. nhiều nha. Ok Phượng, rồi để anh liên hệ với dì em hát. Dạ Ừ. vậy để em cho Zalo anh điện thoại nói chuyện với dì em nha. Ừ. Ừ. Dạ có gì về anh cho hai người gặp nhau, có gì đâu mình đi xét nghiệm máu mà anh được không Ừ. được thì có sao đâu. Rồi, ok em. Ừ. Vậy là ngày xưa cũng nghe nói là gì cho ở bên Pháp hả? Cho người. Dạ À. đúng rồi, cho bên Pháp, tại vì hồi đó gì đầm băng đăng quyết gì cũng không biết, chỉ biết tên thôi, còn người ba thì người ba ký cho, nhưng mà dượng thì đã mất rồi, mất đây Ừ. cũng được 2 năm rồi Mà sanh lúc giờ. sanh là sanh ở đâu ta? Ở dưới Sài Gòn á, em thì nghe dì nói là đó, tại vì ở Sài Gòn á, mà dì Ừ. sinh con thì cũng ở Sài Gòn rồi, tại vì dượng Út là dân Sài Gòn ở Nhà Bè, em biết là ở Nhà Bè quận 7 Chợ Chiều đó, em thì em chỉ biết ở đó thôi, nhưng mà sinh ở đâu, bé ở đâu thì em không biết, Rồi. mà chắc sinh ở dưới luôn, nhưng mà ở chỗ nào thì em không rành. Ừ. Bởi vì ngày sinh tháng đẻ của bé đó thì điện thoại nói chuyện với dì sẽ biết Ừ. hơn. Rồi, ok em nha. Thì cho em cảm ơn anh nhiều Ừ. nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi, ok em. Dạ. Rồi.